xa qua hồng kông bản tin tiếp nối về một cửa hàng ở tại hồng kông bán một loại kem mới với hương vị rất là đặc biệt thưa quý vị đó là hương vị giống như là đạn hơi cay một cửa hàng ở hồng kông đã bán kem hương vị đạn hơi cay với thành phần chính từ tiêu đen như là một lời nhắc nhở về các cuộc biểu tình năm ngoái Cô Anita Wong, người từng trải qua đạn hơi cay khi xuống đường biểu tình trong năm quái, đã chia sẻ là kem này có vị như là đạn hơi cay. Lúc đầu tôi cảm thấy khó thở, mùi của nó rất hăng và khó chịu. Nó khiến cho tôi muốn uống nhiều nước ngay lập tức. Tôi nghĩ nó như là một đoạn hồi ức nhắc tôi về nỗi đau trong cuộc biểu tình. Tôi sẽ không bao giờ quên. Chủ tiệm cho biết là anh tạo ra loại kem hương vị đạn hơi cay này như là một hành động khích lệ cho phong trào dân chủ ở Hồng Kông đang tìm cách lấy lại động lực trong Covid-19. Anh nói chúng tôi muốn tạo ra một hương vị nhắc nhở mọi người rằng họ vẫn phải kiên trì với phong trào biểu tình và không được đánh mất niềm tin. Chủ tiệm đã thử các thành phần khác nhau để làm ra kem vị đạn hơi cay, bao gồm wasabi và mù tạc. Tuy nhiên anh nói rằng tiêu đen có nhiều nét tương đồng nhất với đạn hơi cay Nó khiến cho cổ họng người thưởng thức gần như là bùng nổ Chúng tôi nướng và sau đó nghiền hạt tiêu đen chế biến chúng thành kem gelato kiểu Ý Nó có vị nóng một chút kích thích trong cổ họng như thể là hít phải đạn hơi cay Với giá khoảng 5 đô cho một phần kem vì đạn hơi cay đã trở thành một món ăn Nóng nhất tại Hồng Kông trong thời gian này trong bối cảnh thành phố đang áp đặt các cách biệt cộng đồng để ngăn ngừa Covid-19, chủ cửa hàng cho biết là anh vẫn bán được khoảng từ 20 cho đến 30 phần kem mỗi một ngày.